Đây là bệnh của con Sony này, con này bệnh này là chập màn này, lúc được lúc không á, nháy. Màn hình này thì mới được có hơn 2 năm. Đây nha, đây tên của máy là 49UZ. Nếu anh chị em nào mà có cái mạng máy giống và bệnh giống thì hãy làm theo video này để giải quyết vấn đề tạm thời nhé. Cái này thay màn sẽ ok thôi, nhưng mà mình tách chập trước tiên thì tách chập nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo tháo vỏ máy ra. Rồi thì con này nó có hai đường táp hai bên này, trái phải riêng biệt luôn. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nó bị chập cái nào. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra bên này trước, tách cái này ra. Ok, tách bên này ra và kiểm tra, cắm nguồn vào kiểm tra. Bây giờ chúng ta đã tách được bên này ra và cắm nguồn vào. Giờ ta sẽ kiểm tra xem thử là cái chất lượng hình ảnh như thế nào. Đây. Đấy, thì các bạn thấy là mình đã quay ngược cái màn kính lên này. Thì hình ảnh đẹp đúng không ạ? Phía này hình ảnh đẹp, còn phía bên rút tab ra thì không có hình. Hình ảnh đẹp, không còn bị sọc nháy. Như vậy thì khả năng cao là chúng ta biết là sẽ chập ở đây. Nhưng để chắc chắn thì chúng ta sẽ tiếp tục là đổi. Rồi. Đổi sang tab bên này. Chúng ta rút nguồn ra. Và đổi thử tab bên này xem. Ok. Bây giờ chúng ta lại cắm nguồn vào. Ra kiểm tra lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái phần bên này là hoàn toàn không có hình ảnh. Không có hình ảnh. Mất hoàn toàn hình ảnh. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là đây này, cái đường táp của nó ở đây này. Nó chạy qua đây sang đây và nó đang bị nhánh bên này. Nhánh bên này thì ok, các bạn không cần can thiệp. Xem lại, không có hình. Và nhiệm vụ chúng ta là bây giờ xử lý chập ở bên nhánh này. Ok, bây giờ mình sẽ rút trả lại rắc này. Ok.
chúng ta cắm lại lần nữa nhá. Bây giờ cả nguyên bản đấy, chào các bạn, này nó sẽ bị chớp này, chớp hình này. Đấy, có hình đẹp đúng không? Đấy, bị chớp ngay. Tức là nó lên thì nó chớp ngay, 2 giây đầu là nó chớp ngay. Và nó chớp liên tục luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý. Sẽ rút nguồn ra. Như vậy là bệnh đã rõ rồi các bạn nhé. Sau khi test phân tích thì đã thấy rõ ràng là nó bị chập bên này. Đó, chúng ta phải làm táp bên này. Ok. Giờ mình sẽ mở cái mạch táp bên này ra và xử lý. Đây phía bên táp này đây các bạn tháo con ốc ở đây ra. Sau đó là chúng ta xử lý cái phần điện trở nguồn. Đây nhá. Sẽ zoom bạn thấy này. Đấy. Đây này. Đây cái dàn điện tử đây. Chúng ta sẽ gạt nó ra. Gạt dàn điện tử ra. Các bạn để ý này, cái phần bên này nguyên cả một cái táp, dàn táp bên này chỉ có các con điện tử ở đây. Đó. Còn khu vực khác thì nó không có. Vậy chúng ta không cần phải tháo vỏ ra, để này xử lý luôn. Đây giờ mình sẽ xử lý các bạn xem nha. Mình lấy nét nữa. Gỡ bỏ tất cả các bạn nha. Mình không lấy nguồn bên này nữa mà mình sẽ lấy tín hiệu từ bên kia. Rồi, ok các bạn. Như vậy là mình đã gỡ hết. Gỡ hết toàn bộ chân bên này ra. Giờ mình sẽ vệ sinh lại một chút. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn nha. Cấp nguồn vào thử luôn. Ok nhá, hình đẹp cả nhá. Đấy, đã quá 5 giây nhưng mà không có hiện tượng nháy. Quá 5 giây không có hiện tượng nháy các bạn nhé. Các bạn tự tin thì các bạn có thể test cho chạy khoảng 1-2 ngày gì đấy, trả khách yên tâm. Tuy nhiên cũng dặn trước với khách là nếu bị lại thì thay màn luôn nhá. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại và test video cho các bạn xem. Ok, và bây giờ bắt đầu chạy test luôn các bạn nha. Thì khách không đưa cho mình cái remote nên là mình sẽ dùng cái remote đa năng này để điều khiển. Màn hình có vẻ đẹp rồi. Đây, remote đa năng đây, huyền thoại, làm với mình hơn 10 năm rồi. Bây giờ mình sẽ chọn, mình thử xem nó có điều khiển được không nào.
không điều khiển được nha, pin vẫn còn nhưng không điều khiển được. Mình sẽ chọn chế độ là tìm tự động. Tự động tìm mã. Nào, tìm nào. Ngon đẹp rồi các bạn. Chắc lại dùng được vài ba năm nữa nó thay cái màn mới được. Đây vẫn đang dò chưa tìm thấy. Vẫn dò em chưa tìm thấy. Nếu mà biết mã thì nhập vào là nhanh hơn, nhưng mà hiện tại mình không biết mã con này thì mình sẽ dùng pháp dò tự động, tức là tự động nhảy mã đến khi nào đúng cái mạng của nó thì nó sẽ nhận. Nếu nhận thì nó sẽ có đây, cái này nhận được bạn này. Ok, bây giờ mình sẽ vào đấy, có tính năng này rồi. Ok rồi, đầu ra âm thanh này, hẹn giờ an toàn, tất cả cài đặt. Ok được bạn, như vậy thì mình đã tìm được mã của nó. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái chế độ đây, hiện tại thì mình không có đâu vào, mình sẽ bắt mạng internet nhá, bắt mạng internet này. Mạng internet chắc là vào tất cả cài đặt đây. Ok, đấy bây giờ mình sẽ vào cái cài đặt mạng. Đấy mình sẽ vào cái cài đặt kết nối wifi. Ok, đây mình sẽ bắt cái mạng này, bắt với cái mạng này. Ok, mật khẩu nó sẽ là 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối. Ok, đây nó đang kết nối rồi. Ok, vậy đã có mạng internet. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào một tính năng thì thời gian này mình trình chiếu để cho bạn sẽ thấy được sự ổn định của máy, không có vấn đề gì nữa hết, vẫn xem được bình thường. Đây mình xem được cái đây, thiếu một cái nút nút media để vào xem cái xem cái tính năng YouTube các kiểu. Không biết mở cái YouTube ở đâu luôn, nó kết nối mạng rồi mà bây giờ này nó không có cái tính năng, mình không thấy cái tính năng đấy. Thử các cái nút khác xem là có không. Tôi chắc là phải dùng cái điều khiển zin của nó thì mới có tính năng đấy. Thì thời gian như vậy là cũng đủ rồi, chiếu cho các bạn xem 5 phút rồi thì bạn thấy là màn hình này nó rất là ok rồi đấy. Các bạn nào gặp cái model và bệnh tương tự thì hãy làm cái video này. Chúc bạn thành công.